Rich và poor là hai tính từ đối kháng nhau. Rich có nghĩa là giàu, poor có nghĩa là nghèo. Và sau đây chúng ta tìm hiểu những từ cùng gia đình với các tính từ này. Les mots de la même famille. Trước hết chúng ta tìm hiểu các từ cùng gia đình với tính từ rich. Ví dụ, une personne riche, một người giàu có, tức là người này có nhiều tiền, có một cái khối tài sản và có nhiều của cải quan trọng. Qui possède de l'argent, de la fortune, des biens importants. Bien đây là danh từ, số nhiều. Les biens là các của cải. Un nouveau riche là một người mới giàu lên, tầng lớp trung lưu mới. Và chúng ta có một cái con số như thế này để định nghĩa thế nào là người giàu ở bên Pháp. En février 2013, les enquêtes IFOP révélaient que les Français considèrent comme riche toute personne qui perçoit en moyenne un revenu net égal ou supérieur à 6500 euros par mois. Và theo cái trang mạng là lafinancepourtous.com thì vào tháng 2 năm 2012 thì một cái điều tra của tổ chức IFOP thì cho biết rằng những người Pháp cho rằng tất cả những ai có một cái lợi tức hàng tháng bằng hoặc là trên 6.500 euro thì được gọi là người giàu. Và chúng ta có một cái danh từ nữa, un pays riche, một quốc gia giàu có. Un livre riche, một cuốn sách có nhiều thông tin. Một tính từ cùng gia đình với tính từ riche, đó là richissime. Richissime, khi chúng ta thấy có cái hộ tố issime là nói lên một cái gì tuyệt đối. Và đây là cách dùng familier, cách dùng bình dân, thân mật, có nghĩa là cực giàu, extrêmement riche, un homme richissime, một người cực giàu. Nhưng mà chúng ta lại có một cái tính từ khác cũng mang nghĩa là rất là giàu, richa, nhưng mà mang nghĩa pejoratif. Khi chúng ta thấy đây là F-A-M-P-E-A-S-A-N-T-U-G, có nghĩa là một cái từ dùng trong vòng thân mật, informel, nhưng mà có nghĩa là nói xấu, một người rất giàu. Person très riche, và đây rất giàu này theo cái kiểu là người ta không có thích, chúng ta có thể gọi là trọc phú, giàu nhưng mà với một cái ý nghĩa mà người ta mỉa mai. Richissime thì là một nghĩa bình thường, dùng trong cái văn chương familier informel, là một người rất giàu. Nhưng mà khi nói một người richa là giàu có nhưng mà người ta có một cái chút gì người ta không có ưa thích ở trong đó, đặc biệt là cái nghĩa pejorative, chúng ta viết đầy đủ thì nó ra là pejorative như thế này, pejorative. Như trong từ điển người ta viết tắt là P-E-A-S-A-N-T-U-G. Và sau đây là một vài con số hầu như mọi người cũng biết mà chúng ta đưa ra thì chúng ta tập đọc. Le top 5 des personnes les plus riches de la planète, nhóm 5 người giàu có nhất hành tinh, là planet là hành tinh, tức là trái đất. Số 1 là Jeff Bezos, là người Mỹ, 177 milliards de dollars, là ông chủ của Amazon. Người giàu thứ hai là Elon Musk, cũng là người Mỹ, 151 milliards de dollars, đây là ông chủ của hãng xe hơi điện Tesla. Bernard Arnault là người Pháp, 150 milliards de dollars, là ông chủ của cái hãng thời trang nổi tiếng Louis Vuitton. Và người giàu thứ tư là Bill Gates, cũng là người Mỹ, 124 milliards de dollars, ông chủ của Microsoft. Và người thứ năm là Mark Zuckerberg, là ông chủ của Facebook, 97 milliards de dollars. Chúng ta tập đọc các cái con số này thôi, đây là cái thông tin mọi người đều biết, top 5 những cái người giàu có nhất hành tinh. Một từ đồng nghĩa khác đó là một phó từ, là một trạng từ richement, một cách giàu có, tức là có nhiều, chẳng hạn như là richement doué, doué là có tài năng, có nhiều tài năng lắm, có nhiều thiên tư. Chẳng hạn như là có một câu khác, mình một người kia cung cấp tiền bạc cho đứa con của mình quá là nhiều, cung cấp dư sức, dư giả cho đứa con nó, thì chúng ta gọi là pourvoir un enfant richement. Không cần chu cấp như vậy, mà chu cấp quá nhiều, thì người ta dùng cái trạng từ richement, pourvoir un enfant richement. Richement có nghĩa là sang trọng nữa, richement vêtu, ăn mặc một cách giàu có, tức là ăn mặc rất rất là sang trọng, thường thường là các cái bậc vua chúa quyền quý. Richement còn có nghĩa là ở nơi giàu có, chẳng hạn như là marié richement sa fille, làm đám cưới cả con gái cho một cái nơi giàu có, làm đám cưới rình rang rất là giàu có. Một cách nói cùng gia đình nữa là riche en, có nhiều về cái gì,
Và sau rich on này chúng ta phải dùng một danh từ, chẳng hạn như là quả bơ, đặc biệt là có nhiều vitamin E và vitamin B9. L'avocat est particulièrement riche en vitamin K et vitamin B9. Ở đây chúng ta gọi là vitamin E, tôi xin lỗi, vitamin E. Như vậy khi nói có nhiều vitamin hay có nhiều cái chất gì thì người ta dùng rich đi với giới từ on. Quả chanh thì lại rất nhiều vitamin C cũng như là nhiều vitamin B và E nữa. Le citron est très riche en vitamin C ainsi qu'en vitamin E. Ở đây chúng ta thấy có chữ on này, nhiều vitamin C và đồng thời cũng nhiều vitamin B và vitamin E. Rich en. Một cái vùng có nhiều di sản, une région riche en patrimoine. Một miền đất phong phú về đa dạng sinh thái, une région riche en biodiversité. Bio là nói về sinh học, diversité là sự đa dạng. La biodiversité bây giờ người ta hay dùng ở trong các cái bài báo nói về tài nguyên môi trường. Thì là nói về đa dạng sinh thái. Một thời kỳ có nhiều biến cố, une période riche en événements. Événements thì thường thường chúng ta dịch là sự kiện, như là tổ chức các sự kiện, như ở đây phải dịch là biến cố. Những cái biến cố mà nó không có bình thường, nó xảy ra. Và đây là một thời kỳ rất nhiều biến cố xảy ra, une période riche en événements. Kế tiếp chúng ta có động từ enrichir, VT, làm cho giàu lên, làm cho giàu hơn. Đã giàu thì giàu hơn nữa, và chưa giàu thì làm cho giàu lên. Le travail de tout le peuple enrichit le pays. Toàn dân và lao động thì sẽ làm cho đất nước giàu có lên. Lao động của cả toàn dân làm cho đất nước giàu có lên. Enrichir un minerai. Minerai là một cái quặng của nhiều kim loại khác nhau. Nhưng mà khi người ta khai thác cái quặng này ấy, thì cái hàm lượng của quặng nó khác nhau. Có nhiều cái quặng thì rất là giàu, thì người ta chỉ cái việc mà mất một số các cái thao tác thì đã có quặng. Nhưng mà có cái quặng rất là nghèo, tức là lẫn nhiều rất là tạp chất, đất, đá, nhiều thứ khác, thì người ta phải làm cho cái quặng nó giàu lên thì mới đưa vào nhà máy để mà luyện quặng được, loại bỏ tạp chất để cho hàm lượng của quặng được giàu hơn. Và người ta dùng động từ enrichir un minerai, làm phong phú một bộ sưu tập. Ai mà sưu tập một cái vật dụng gì đó mà bây giờ càng ngày càng sưu tầm cho nó nhiều hơn thì gọi là enrichir une collection, làm cho đất đai phì nhiêu hơn. Enrichir la terre, đó là ý nghĩa làm cho giàu hơn, và có một cái nghĩa bóng là làm cho phong phú thêm. Enrichir son style, làm cho cái lời văn của mình phong phú hơn. Muốn làm cho cái lời văn, văn phong của mình phong phú hơn thì chúng ta phải học cái cách hành văn, và nhất là phải học thêm nhiều từ ngữ mới thì cái văn phong của mình nó mới phong phú được. Chúng ta vừa nói là làm cho cái văn phong của mình nó phong phú hơn. Phong phú hơn thì chúng ta phải tìm cách học cái cách hành văn, và đồng thời chúng ta phải làm cho có nhiều từ ngữ mới. Và bây giờ một vấn đề được đặt ra ở trong giáo dục và trích từ trang mạng của Canada, Destin Enseignant. Làm thế nào để giúp học sinh có thêm nhiều từ ngữ? Comment aider les élèves à enrichir leur vocabulaire? Leur vocabulaire là cái vốn từ ngữ của học sinh. Bây giờ làm sao cho cái vốn này nó giàu lên, nó nhiều lên, nó phong phú ra? Đó là một vấn đề trong ngành giáo dục. Làm phong phú ngôn ngữ Pháp, enrichir la langue française. Một ý nghĩa về nghĩa bóng nữa, tức là làm cho phong phú thêm, làm cho nhiều thêm. Chẳng hạn như chúng ta có một cái thông tin ở năm 2018, thì vận động viên Federer là chơi tennis, đã ở tuổi 36 thì đã thắng được cái giải Osari, và anh ta đã đạt được cái danh hiệu lần thứ 20 Grand Slam. Như vậy cái bảng thành tích của anh ta đã được làm cho giàu có thêm, làm cho phong phú thêm. À 36 ans, Roger Federer vient de remporter en Australie son 20e titre de Grand Slam. Ở tuổi 36, Roger Federer vừa mới thắng được cái giải Australie lần thứ 20. Depuis, kể từ đó, près d'une centaine de titres ont enrichi son immense palmarès. Bảng thành tích của Federer đã giàu có, đã phong phú thêm rất là nhiều. Ở phần trên là động từ enrichir, VT, verb transitif direct,
làm cho cái gì phong phú. Và bây giờ sanrishya động từ phản thân trở nên phong phú. Sanrishya a force the lecture, a force the là bằng cách cố gắng đọc sách, đọc nhiều thì chúng ta sẽ được trở nên giàu có. Giàu có đây tức là giàu có về từ ngữ. Sanrishya a force the voyage, bằng cách đi nhiều, đi du lịch nhiều thì chúng ta sẽ làm cho cuộc sống phong phú lên. Và một câu nữa, đọc sách là một cách rất hay để làm phong phú cuộc sống mà không lấy cắp của ai. Đây là một cái câu danh ngôn. Lecture là việc đọc sách. Une bonne façon de s'enrichir sans voler personne. Đây là cách làm giàu, làm phong phú cuộc sống mà không phải đi lấy của ai cả. Khi nhiều khi người ta muốn giàu có nhanh thì nhiều khi nhiều người làm những cái biện pháp không có, biện pháp tiêu cực, không có tốt. Nhưng mà đây đọc sách là một biện pháp rất là tốt để làm cho cuộc đời mình phong phú thêm mà không phải đi ăn cắp của ai hết. Tính từ rich là giàu có thì có danh từ là la richesse. La richesse có hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là giàu có. Và nếu dùng ở số nhiều thì nó là tài nguyên. Số ít là sự giàu có. Vivre dans la richesse, sống trong cảnh giàu có. La richesse d'un pays, sự giàu có của một quốc gia. Sự giàu có của một quốc gia thì được đo lường bằng tổng sản phẩm quốc nội. Chúng ta gọi là PIB. Và có một câu nữa. Bây giờ muốn biết làm sao, cái chỉ số nào cho chúng ta thấy là một quốc gia giàu có? Quel est l'indicateur qui permet de mesurer la richesse d'un pays? La richesse là sự giàu có. Chỉ số nào cho phép đo lường sự giàu có của một quốc gia? Thì chúng ta vừa coi bên trên, chúng ta dùng cái chỉ số là tổng sản phẩm quốc nội, PIB, Production Interior Brut. Đó là một cái chỉ số cho chúng ta biết là một quốc gia nào là quốc gia giàu. La richesse, đó là sự giàu có. Nếu dùng ở dạng số nhiều, les richesses thì có nghĩa là tài nguyên. Les richesses du sol, tài nguyên mặt đất. Les richesses du sous-sol, sous-sol ở bên dưới, ở bên tầng ngầm bên dưới, tài nguyên ngầm, tức là các quặng mỏ. Les richesses naturelles, tài nguyên thiên nhiên. Làm sao mà chúng ta có thể khai thác tài nguyên mà không quên các thế hệ tương lai? Exploiter là khai thác. Exploiter les richesses naturelles sans oublier les générations futures, cứ khai thác để mà sống, làm cho cuộc sống nó không phong phú thêm, nhưng mà đừng quên tới thế hệ tương lai, tức là đừng khai thác một cách cạn kiệt. Như vậy chúng ta vừa coi các từ ngữ cùng gia đình với tính từ rich là giàu có, và tính từ cùng gia đình với nó là richissim, rất là giàu. Richa là giàu nhưng mà theo nghĩa tiêu cực. Chúng ta có trạng từ richement và tính từ richement, tức là có nhiều về cái gì, phong phú về cái gì. Kế tiếp chúng ta có động từ enrichir, làm cho giàu có lên, và động từ kế tiếp là sanrichir, trở nên giàu có, trở nên phong phú. Và sau cùng chúng ta có danh từ là la richesse. La richesse dùng ở dạng số ít thì là một sự giàu có. Nếu dùng ở dạng số nhiều thì là nói về các cái tài nguyên. Và bây giờ chúng ta coi một số các từ ngữ cùng gia đình với tính từ nghèo là pauvre. Ý nghĩa thứ nhất là nghèo. Nghèo tức là không có của cải, không có tiền. Un homme pauvre, một quốc gia nghèo. Un pays pauvre. Và người ta có cái thành ngữ là nghèo như nghèo rất mùng tơi đó. Pauvre comme Job. Đây là một nhân vật ở trong Kinh Thánh. Nhân vật này rất là nghèo, nghèo không có gì cả. Và bây giờ trong tiếng Pháp người ta dùng cái thành ngữ này. Pauvre comme Job. Nghèo rất mùng tơi trong tiếng Việt Nam. Ở trong tiếng Anh là poor as a church mouse. Một con chuột trong nhà thờ thì không có gì nó ăn hết. Thì nó rất là nghèo. Un vocabulaire pauvre. Nghèo từ vựng. Họ thiếu từ vựng. Ils ont un vocabulaire pauvre là một cái bài hành văn mà quanh quẩn lại chỉ có một số từ thôi, không có phát triển thêm các cái từ mới, thì người ta thầy cô giáo đánh giá là họ có cái từ ngữ rất là nghèo, rất là thiếu thốn. De terre pauvre, terre đất đai, pauvre tức là thiếu phân bón, không được phì nhiêu, đất đai bạc màu. Tính từ pauvre mà đi với giới từ on tức là nghèo về cái gì? Một quặng mỏ, một cái quặng mà nghèo kim loại như chúng ta nói ở bên trên, un minerai pauvre en métal, tức là khi chúng ta khám phá ra cái quặng này, cái mỏ này là cái minerai này, thì nó toàn là đất đá không, chỉ có một rất ít, cái phần trăm về quặng nó rất là ít,
thì người ta đánh giá đây là một cái quặng mà nó nghèo về kim loại, minerale pauvre en métal. Loại trái cây có ít đường nhất là quả chanh, le fruit pauvre en sucre, salicylate. Thì đương nhiên rồi, bởi trái chanh là một trái rất là chua, cái hàm lượng đường của nó rất là ít, trong 100 gram chỉ có 2 gram đường. Low và pauvre en sel minéraux, ở cái vùng nào mà có cái thành phần nước mà rất là ít muối khoáng thì đó, cái nơi đó là nước nó người ta gọi là low pauvre en sel minéraux, vì cái loại nước này không có tốt lắm. Và trạng từ là pauvre mon, ăn mặc nghèo nàn, pauvre mon vêtu, rất có ít đồ đạc. Một cái nơi nào, một cái cơ sở gì mà thiếu thốn đồ đạc thì người ta nói là pauvre mon meublé. Và danh từ của tính từ pauvre là la pauvreté, sự nghèo nàn của đất đai, la pauvreté du sol, là việc giảm trừ tình trạng nghèo nàn, quá nghèo nàn ở trên thế giới đang dậm chân tại chỗ. Đây là một cái đánh giá của Ngân hàng Thế giới, tức là người ta đang làm cho thế giới bớt nghèo đi, nhưng bây giờ không có tạm ngừng lại, bởi vì có lẽ do bệnh dịch. La réduction de l'extrême pauvreté dans le monde est open more. Open more là người ta dùng cái hình ảnh trên xe ô tô đó. Khi ở open more thì cái xe không có chạy được, không có vào số, không có chạy được. Thì cái công việc mà giảm trừ cái tình trạng quá nghèo trên thế giới đang dậm chân tại chỗ. Đây là một cái tài liệu nhận xét của Ngân hàng Thế giới, Banque Mondiale, ngày 5 tháng 10 năm 2022. Tỷ lệ người nghèo trên thế giới đã được giảm một nửa từ năm 2000, nhưng vào năm 2020 thì lại có thêm 100 triệu người sống trong tình trạng nghèo khổ do đại dịch. Le taux de pauvreté là tỷ lệ người nghèo. Le taux de pauvreté dans le monde avait diminué de moitié depuis l'an 2000, mais en 2022, environ 100 millions, 100 triệu người, de personnes supplémentaires vivent dans la pauvreté en raison de la pandémie. Ở đây chúng ta thấy có hai chỗ dùng chữ pauvreté này. Le taux de pauvreté là tỷ lệ nghèo. Vivre dans la pauvreté, sống trong tình trạng nghèo khó. Và chúng ta lại trở về cái khái niệm nghèo nàn về vốn từ vựng. Sự nghèo nàn về vốn từ vựng cũng có thể được coi như là đồng nghĩa với sự loại trừ. Khoảng 10% dân số Pháp chỉ sử dụng được từ 400 cho tới 500 từ. 10% dân số, như vậy là khoảng 6 triệu người Pháp rất nghèo từ ngữ, họ chỉ dùng được từ 400 tới 500 từ ngữ. La pauvreté du langage peut aussi être synonyme d'exclusion. Un chiffre souvent cité dans la presse laisse croire que 10% des Français ne maîtriseraient que 400 à 500 mots. Exclusion tức là một loại trừ ra cái đời sống của xã hội đó, bởi vì họ quá nghèo, họ không có biết nhiều chữ. Và cái số người bởi trong cái dạng này thường thường là giới trẻ ở trong những cái vùng mà nghèo nàn, les jeunes, les plus démunis. Sau đây là một câu danh ngôn, câu này của Mère Teresa de Calcutta. Ở trong câu này có danh từ pauvreté, con người nghèo nàn nhất khi thiếu tình thương, tức là cái sự nghèo nàn lớn nhất của con người đó là thiếu tình thương. Le manque d'amour est la plus grande pauvreté. Và sau đây chúng ta coi động từ cùng gia đình với tính từ pauvre, appauvrir, làm cho nghèo đi. Đại dịch 19, COVID-19 đã làm cho một số người giàu lên, nhưng mà cũng đã làm cho rất nhiều người nghèo đi. La pandémie COVID-19 a enrichi quelques-uns et a appauvri beaucoup d'autres. Ở đây chúng ta thấy là ở trong cái này chúng ta thấy có cái động từ enrichir ở trong cái phần trước, là phần nói về các từ cùng gia đình với tính từ rich. Đại dịch COVID-19 đã làm cho một vài người giàu lên, a enrichi quelques-uns, làm cho giàu lên, et a appauvri beaucoup d'autres, nhưng mà làm cho rất nhiều người nghèo đi. Rất nhiều nguyên nhân đã làm cho đất nước này nghèo đi. Des causes multiples ont appauvri ce pays. Động từ appauvrir chia ở quá khứ, người ta dùng auxiliaire avoir đi với participe passé là appauvri. Và làm nghèo một cái đất đai, tức là mình canh tác như thế nào đó làm cho đất đai nó kiệt kiệt cạn tất cả các cái nguồn các cái chất phì nhiêu, người ta dùng động từ appauvrir en terrain hoặc là appauvrir en sol, là việc canh tác cầu thả đã làm cho thửa đất này mất độ phì nhiêu. La mauvaise culture a appauvri ce terrain.
Apophi là làm cho nó nghèo đi, tức là mất cái chất chất phì nhiêu. Sự biến đổi khí hậu đang làm cho các quốc gia dễ tổn thương nhất bị nghèo đi. Và đây là một tài liệu trích từ trong trang mạng IEOM.FR. Le changement climatique, biến đổi khí hậu. Apophi làm cho nghèo đi. Bây giờ động từ ở thể hiện tại đang làm cho những cái quốc gia dễ bị tổn thương. Les pays les plus vulnérables đã làm cho các quốc gia này nghèo đi. Và động từ s'appauvrir tức là nó trở nên nghèo. Chỉ trong một thời gian ngắn anh ta đã nghèo đi vì chi tiêu quá độ. Il s'est appauvri en peu de temps par ses dépenses excessives. Dépenses là chi tiêu, excessive là quá nhiều. En peu de temps, chỉ trong vòng ít thời gian anh ta đã trở nên nghèo đi. Madagascar là quốc gia duy nhất từ 60 năm nay không có chiến tranh mà cứ nghèo đi. Động từ Sapkovi là tự nó nghèo đi, không có ai làm cho nghèo, không có chiến tranh, không có đại dịch. Madagascar est le seul pays qui s'appauvrit depuis 60 ans sans avoir connu la guerre. Đây là một thông tin lấy ở trong báo Le Monde vào ngày 17 tháng 11 năm 2017. Một đất nước thanh bình thì giàu lên, còn một đất nước có chiến tranh thì nghèo đi. Un pays s'enrichit par la paix et s'appauvrit par la guerre. Chiến tranh là nó làm cho quốc gia nghèo đi. Và danh từ của động từ appauvrir đó là l'appauvrissement, sự nghèo đi, sự bần cùng hóa. Việc phá rừng đã gây ra hiện tượng xói mòn đất và kéo theo dẫn đến cái việc đất đai bị nghèo đi, bị bạc màu. La déforestation a provoqué une érosion. Érosion là nước nó chảy, nó làm cho mặt đất bị xói mòn đi. Et entraîne un appauvrissement de la terre. Và do đó nó làm cho đất đai nghèo đi, tức là cái lớp đất mùn ở bên trên nó trôi đi hết, chỉ còn cái lớp đất dưới thì nó bạc màu. Chúng tôi sợ rằng tình trạng lạm phát phát sinh ra từ những chính sách tiền tệ sẽ gây ra sự bần cùng hóa của người Pháp, nhất là những tầng lớp dễ bị tổn thương. Đây là một cái thông tin lấy ở trong trang mạng công hợp tiếng OE. Nous craignons que l'inflation engendrée par les politiques de monétaire ne provoque un appauvrissement de la population française et notamment de ses couches les plus fragiles. Cái lời phát biểu của người này nói rằng cái tình trạng lạm phát gây ra, sinh ra do chính sách tiền tệ hiện nay á, nó có thể gây ra một cái sự nghèo đi của dân Pháp và đặc biệt là sự nghèo đi của những cái tầng lớp dân Pháp, mà những tầng lớp này fragile là mỏng manh, dễ bị tổn thương. Ở đây chúng ta để ý động từ craindre, craindre, nous craignons, động từ craindre đi với ne, ne ở chỗ này, ne này người ta gọi là ne expletive, người ta viết vào bởi vì đi theo động từ craindre nó không có nghĩa là phủ định, chúng ta không dịch là phủ định mà chúng ta vẫn dịch là khẳng định. Chúng tôi sợ rằng nạn lạm phát gây ra do những cái chính sách tiền tệ sẽ gây ra một cái sự bần cùng hóa của người dân Pháp, đặc biệt là sự bần cùng hóa của những tầng lớp mà dễ bị tổn thương. Như vậy chúng ta không để ý tới cái nơ, nơ này người ta gọi là nơ expletive. Tổng kết lại, chúng ta có một số từ ngữ cùng gia đình với các tính từ như sau. Đối với tính từ rich, chúng ta có tính từ richissime, mà rất giàu, richa, giàu nhưng mà theo nghĩa xấu, gọi là trọc phú, richement, một cách giàu có, richement là có nhiều, enrichir, làm cho giàu lên, s'enrichir, trở nên giàu có, la richesse, sự giàu có, les richesses, là tài nguyên. Và đây là một số từ cùng gia đình với tính từ pauvre, pauvrement, một cách nghèo nàn, pauvre, có ít, appauvrir làm cho nghèo đi, s'appauvrir trở nên nghèo, l'appauvrissement làm sự việc làm cho nghèo đi và la pauvreté là sự nghèo nàn.